Con bọ cánh cứng hình mới bắt được á mọi người. Nó có màu rất là đẹp luôn. Mà đặc biệt nhất và gây ấn tượng nhất là cái bộ râu của nó. Mình có để nó vô cái hộp bánh và mình để lá vô cho nó ở. Rồi từ từ mình mới làm nhà và nuôi nó. Nhưng mà không ngờ đi được có mấy tiếng đồng hồ về thì mất tiêu rồi. Không biết nó đi đâu luôn. Tìm hoài vòng vòng mà không thấy luôn. Mình tính là không có được gặp nó luôn rồi chứ. Nhưng một điều không ngờ là nó nằm trên cái son của mẹ mình nè. Nhiều khi có mấy con vật mình muốn nuôi nó mình nuôi cũng không được đâu mọi người. Khi sinh ra và lớn lên thì ai cũng đều muốn tự do. Khi tìm được nó mình cũng rất là mừng. Nhưng lần này mình mới hiểu ra được cho ăn với được chăm sóc không bằng cái tự do đâu. Vì vậy mình bắt nó ở đâu giờ mình thả nó lại chỗ đó.